chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền lại tiếp tục về thêm một chiếc xe 7 chỗ rất là hot nữa để phục vụ cho các anh chị nha. Mitsubishi Xpander số tự động đời 2021 các anh chị nè. Xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay. Đăng ký lần đầu là khoảng tháng 5 của năm 2021 các anh chị. Mới đi có 29.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 549 triệu các anh chị ha. Xpander thì Tuyền còn thêm một chiếc nữa đời 2019 nè. Giá thì chỉ lanh hoanh 500 triệu thôi các anh chị ha. Ngoài ra mềm mềm thì bên Tuyền còn Suzuki XL7 nó hai chiếc màu trắng và một chiếc màu đỏ nữa cũng rất là đẹp luôn. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe Tuyền vừa nêu thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Em này thì được sở hữu nước sơn là màu nâu các anh chị, màu này rất là sạch ha, rất là đẹp luôn. Xe này mới về chưa vệ sinh, chưa rửa, còn hơi bụi, hơi dơ một tí xíu. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tuyền ha. Nhưng mà Tuyền thì rất là thích quay những chiếc xe mà mới vừa về như thế này lên cho các anh chị nhà mình xem, để các anh chị nhà mình biết được tình trạng xe thật sự của một chiếc xe từ khách hàng về tại phát ca thì như thế nào nha. Tí xíu nữa quay xong thì sẽ cho vệ sinh nè các anh chị. Em này thì biển 60 nha, Đồng Nai 96275 các anh chị ha. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè. Em này phải nói mới 97-98% các anh chị. Đấy, nắp capo không trầy, cản không trầy luôn các anh chị ha. Đấy, tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc mà trầy dăm dăm nhẹ nhẹ thì không vấn đề gì các anh chị ha. Đây, ví dụ như dăm dăm như thế này thì sẽ cho hỗ trợ đánh bát lại cho các anh chị cho nó điều màu cho đẹp ha. Đây, những mối đó cản còn rất là khít luôn. 5 vỏ zin theo xe, độ gây gió tiền thấy còn khá sâu nha. Mâm là không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Vỏ zin nè, tuần thứ 7 của 2021 các anh chị nha. Đấy. Rồi, đăng kiểm còn tới tháng 11 của năm 2023 các anh chị nha. Có dán phim, tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm ha. Bên hông xe không trầy xước, móp méo các anh chị. Đấy, tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Xe mới về chưa vệ sinh nên nó hơi bụi tí xíu các anh chị ha. Đây, mica đèn cũng còn rất là đẹp nha. Phía sau thì có cam lùi, cam cảm biến lùi này Tuyền nghĩ chắc anh chủ nhà mình lên thêm nè. Nhớ nguyên bản là nó không có các anh chị ha. Gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết các anh chị. Xpander thì bên Tuyền về nhiều lắm rồi các anh chị, bán là vô số kể luôn. Phải nói là bên Tuyền là gọi là dòng này là best seller luôn á các anh chị. Phía sau thì Tuyền thấy anh chủ có để lại cho mình một cái áo trùm xe nè. Đấy, nhà mình không đi full người thì gặp ghế phẳng xuống như thế này để mình để được một khoảng để đồ rất là lớn nha. Anh chủ rất là kỹ ha, lót cho mình phía sau lưng ghế nè. Đấy, lót như thế này để bảo vệ phần nỉ bên dưới ha. Những cái bê tì tai học để ly hầu như là không có trầy xước nhiều các anh chị. Đây, con đội tay quay. Đồ nghề thì còn khá là đầy đủ các anh chị ha. Xe bên Tuyền khi mà bán ra thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao như thế này, nếu còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị ha. Máy em này là 1.5, ở mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 các anh chị, 6 đến 7 lít các anh chị ha. Ghế thì ghế da nguyên zin tông màu đen, chất da còn rất là căng luôn. Sàn thì sàn 5D các anh chị ha. Trần là, để Tuyền xem, trần là trần nguyên bản rất là sạch sẽ nè. Đợi Tuyền xíu nha, Tuyền có điện thoại chắc của khách gọi nè. Đợi Tuyền xíu Tuyền nghe luôn, quay cho xong các anh chị một cái video nhé. Rồi, vô lăng các anh chị, vô lăng ở đây thì còn vô lăng bọc da còn rất là mới ha. Những cái nút bấm nè, không có bị mờ chữ hay mất số gì hết. Có đàm thoại rảnh tay, cân bằng điện tử, ru control nha. Xe đi 29.301 km các anh chị nha. Táp lô không trầy xước ha. Cái này là keo nè, chắc anh chủ nhà mình là hôm trước là dán tinh dầu thơm hoặc là tượng Phật gì nè. Màn hình zin theo xe các anh chị nha. Đây là bụi, là bụi, là bụi thôi nè, chưa cho vệ sinh gì hết á. Rồi, cần số cũng còn rất là mới nha, thắng tay cũng còn rất là mới. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ nhé. Rồi, Tuyền sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chiếc xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc, bên Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Đấy, rồi, nhìn sơ giúp Tuyền phần ốc của cabo, keo chỉ cabo nguyên zin ha, tem mát từ nhà máy vẫn còn nè các anh chị. Đấy, xe mới về chưa vệ sinh gì hết nên nó còn hơi bụi nha. Rồi, nhìn sơ phần ốc máy giúp Tuyền các anh chị ha. Ốc máy nè, ốc án là sơn phơ hết nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Bên Tuyền thì nói không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha.
Đấy. Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha, Mitsubishi Xpander các anh chị, số tự động đời 2021 đi mới có 29.000 km thôi. Bên Tiên thì đang bán em này với giá là 549 triệu các anh chị nha. Giá đây tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiên qua số điện thoại bên dưới nha. Còn nếu như các anh chị nào mình ở khu vực tỉnh xa, mình thích chiếc này mà mình chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem qua video chi tiết xe của Tiên ngày hôm nay đi. Chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 10 triệu 20 triệu để giữ xe nha. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị. Tránh những cái trường hợp mà các anh chị mình ở khu vực tỉnh xa khi mà đợi lên Sài Gòn quyết định mua chiếc xe này thì bên Tiền đã nhận cọc rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Mình lên mình có quyền mình đi test hãng. Không đúng với những gì bên Tiền lập cam kết thì bên Tiền sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó cho các anh chị ha. Còn nếu được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Đó, đây là các anh chị yên tâm nha, cứ liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nè. Xpander thì bên Tiền còn nhiều lắm các anh chị, về phải nói rất là nhiều, cũng khá thân quen với các anh chị rồi, nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì phải nhanh tay liên hệ Tiền để chốt sớm nha. Vì xe cũ các anh chị ha, mỗi loại chỉ có một xe thôi, mình đừng chần chừ suy nghĩ nữa, chần chừ suy nghĩ thêm một hai hôm hoặc là những chiếc xe hot mà chần chừ thêm một hai tiếng đồng hồ nữa thôi. Đến khi quay lại quyết định mua chiếc xe này thì bên Tiền đã nhận cọc rồi thì lại mất phải chờ những xe sau các anh chị ha, mất thời gian nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xem mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.